Vâng, chào các bạn. Buổi chiều hôm nay ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, em chúc toàn thể cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ. Em sẽ ghi hình cho tất cả cô chú anh chị các bạn về vườn lan. Và ngày hôm nay thì em có cái bông lan 5 cánh trắng mới sổ. Muốn giới thiệu tới tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng xem và cùng thầm. Bông này mặc dù nó là bông mũi màu nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Sáng mai thì nó sẽ nở căng các bác nhé. Này có thể gọi là bông. Cái này thì chắc là ngày mai ngày kia thì nó sẽ bay hết màu. Đấy, phân thùy cũng khá là nét. Một giò luôn các bạn. Đấy, cái này thì với giá trị sưu tầm thì chắc là cũng sẽ được tầm khoảng 2 triệu cho một cây. Giá trị sưu tầm. Đấy, cây mới sổ cho năm nay. Vừa rồi thì em đi công việc bận nên là về thì bông bệt với lại mấy bông đẹp đẹp ở nhà thì nở hết rồi. Thì cũng không còn bông nào để ghi hình cho mọi người. Tuy nhiên là trong video này em sẽ cập nhật hết. Bát nào lấy bông nào thì lấy nhé. Bông này thì là một bông 5 cánh trắng. Hứa hẹn rất là nhiều cái lúc chưa nở thì hứa hẹn rất là nhiều cái niềm vui và cũng nhiều cái sự bất ngờ. Nhưng mà khi mà bông nở thì nó lại ra như thế này. Một bông cánh trắng mát cũng khá là đậm. Tuy nhiên là về giá trị sưu tầm thì cũng sẽ được tầm khoảng 2 triệu một cây. Cây này thì chưa có cây. Hai cây em vừa giới thiệu chưa có cây. Đó, 5 cái trắng, mũi trắng, cây chưa tên. Trong video này thì em sẽ giới thiệu hết nhé. Các anh chị nào mà chưa hoặc là có muốn sưu tầm giao lưu với em những mặt bông nào thì chúng ta giao lưu nhé. Đây là cái bệt này sổ tại Cao Bằng. Cũng là bông mới. Bông này thì giờ này thì em quay hình thì nó cũng gần 5 giờ rồi nên là hơi cụp một tí rồi. Cánh hơi cụp một tí rồi, nó không được bay. Nhưng mà nó được cái là bông rất là bầu đẹp. Nói chung là bông này khá là xuất sắc. Da xanh sạch nhưng mà nó lại ra màu bệt như này. Đây. Cũng khá là đẹp đấy các bạn. Mắt đậm cực kỳ đẹp. Và cái riêng cái này thì em làm ki được tổng khoảng gần 30 cái ki. Giá mặc định em là 500 nghìn một cái nhé. Các bạn nhé. Mang ki này 500k một cái. Và cái nào có rễ thì em mới bán. Còn chưa có rễ thì mọi người cứ đăng ký thì em sẽ có đủ phần cho anh em. Nhưng mà tuy nhiên là em chỉ nhận được tầm khoảng 10 vị khách thôi. 10 vị khách thôi. Còn lại đấy em cũng muốn chia sẻ và nhân ra một tí. Bởi vì bông này thì với em thì nó cũng chan chứa rất là nhiều kỷ niệm. Một bông bệt lưỡi lông tím khá là đẹp. Ngày mai thì sau khi ánh nắng trở lên thì em sẽ cập nhật lại một lần nữa. Một bông nữa muốn giới thiệu với mọi người. Đó là bông Ngọc Viễn Đông. Ngày thì em đi công việc về 10 ngày thì tàn hết rồi. Cho mọi người xem cái mắt của nó. Cái này thì cũng chưa có key. Các bác nhé, cũng chưa có key. Và cái này thì vừa rồi em xem kênh YouTube Sơn Cầm có bán là khá là đắt. Bán 2-3 triệu cho một key cơ. Đấy, khá là đắt. Em chưa có key. Đây cũng là một bông bệt nữa. Bông này thì em cũng đã có giới thiệu với mọi người rồi. Bệt nữa. Hai bông bệt xanh sạch mà ra bệt thì đúng là một cái nhiều cái nó rất là hay và có bác nhiều đó cái chút nữa em cuối cùng em sẽ giới thiệu con này nhé. Đây giới thiệu tiếp với các bạn thêm một bông nữa. Cây này thì chắc chắc là sẽ có nhiều bác quan tâm này. Anh chị còn nhớ cái có một giò lan mà em chia kia cho rất nhiều anh em không ạ? Nó là chậu này đây. Thì thưa các bạn là chậu này hôm nay đã nở hoa. Và cũng cũng không may mắn lắm là nó cũng ra cây nó như thế này. Tuy nhiên là đến cuối chiều nó bông của nó đã bị cụp hết rồi. Một bông mắt tràn đỏ phân thùy cũng khá là nét. Một bông đáng chơi. Đấy, đấy các bác ạ, nhiều lúc thì ra nụ xanh lè mà chắc gì nó đã ra được bông đẹp phải không ạ các bác nhỉ? Đây, nụ nó đây. Quay cho mọi người xem nhé. Đây. Nụ xanh lè mà ra bông như này, các anh chị có thể biết được và tưởng tượng được rằng là chúng ta bắt 5 cánh trắng rất là vất vả như nào phải không ạ? Đó, nụ xanh lè mà ra bông như này. Cái này thì thôi, coi như là kỳ giao lưu cho tất cả anh em vậy. Nói chung là
Với một cái key này thì em cũng bán không 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 dưới 1 triệu đâu. Rẻ nhất cũng là 1 triệu trở lên. Đấy. Cho các anh chị chúng ta sưu tầm. Cũng khá đẹp. Em đang chờ đợi một bông mới. Đây. Đó, một bông mới. Giò này thì bác nào mà có nhu cầu muốn lấy cả giò thì em không không quay nữa. Nhường phần quay sổ số cho các bác khác đây. Giò này. Đó, các bạn thấy thế nào ạ? Giò này có 1 2 3 4 5 6 7 cái key mầm gốc này, 1 2 3 4 5 mầm gốc. Đây, bác nào mà thích quay giò này thì 100 triệu thì em cho đi. Đây, có nụ đây. Đấy, 100 triệu cho đi. Cả giò luôn nhé. Đấy, nhớ cả giò. Đó. Bạn thấy là cuối cùng thì trong buổi livestream buổi trưa ngày hôm nay thì em có nói là tối nay em sẽ live giống cây 5 cây trắng Phú Thọ. Các bạn thấy rằng em ươm thế nào. Cái này thì em cắt từ hồi tháng 11 năm 2020. Và lúc em cắt thì cây nó chưa thân ngọn. Nên mọi người cứ sợ là cây nó non quá. Mà đây em cắt này, lúc thời điểm cắt này. Nó vẫn còn mầm đang lên. Em cắt em ươm chỗ này là được tổng được 365 mắt ngủ. 365 mắt ngủ thì em ươm lên chỗ này tổng cộng chỗ này phải đến 350 cây. Đấy, thì em bán theo cặp một. Giới thiệu kỹ cho mọi người luôn nhé. Ví dụ như là em bán những cây nào thức trước nhé. Còn cây nào mà một mắt thức một mắt ngủ thì từ từ. Ví dụ như là một đôi thức bán 5 triệu. Đôi thức sẽ nhặt. Cái này thì em sẽ nhặt cho mọi người cây đẹp trước. Cây xấu thì em cây xấu với cây bé em để lại. Rụt lên thì nó hơi hơi. Đây, một đôi như này 5 triệu này. Đấy. Bao ship nhé các bác nhé. Đôi như này thì 5 triệu. Đấy, chắc chắn rồi nhé, rễ cây tự nhiên ạ. Cây to hơn thì em cũng bán 5 triệu. Đây một đôi như này. Đôi này đẹp lắm này. Đây. Đó, 5 triệu một đôi. Đó. Này là 5 cây trắng Phú Thọ hàng quốc dân nhé. Đây các bạn này. Đây. Đó. Đây nữa này. Đây. Đấy. Các anh chị thấy em ươm thế nào ạ? Đây nữa này. Một đôi như này là 5 triệu nhé. Đấy chỗ này thì cũng có khá là nhiều. Và em dự tính thì em sẽ bán tổng khoảng 100 cây. 100 đến 150 cây đổ lại, còn lại thì em sẽ để nhân bản và nhân giống nó ra. Đấy, dự tính sẽ bán trong khoảng 150 cây đổ lại. Thế thông báo cho tất cả anh chị em bạn bè của kênh YouTube Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng chúng ta xem và chúng ta có thể đặt cái này không phải lúa non nữa mà là đây là đặt ki rồi. Đấy, rất là khỏe. Và em sẽ phân tích cho mọi người là tại sao các anh chị nên mua cái cây này hơn là mua cây lách thân. Thì cây lách thân thì mà khi chúng ta mua về nó sẽ bị chột một thời gian. Nó sẽ bị chột một thời gian và cái độ dinh dưỡng của nó phải từ cái rễ con khỏe thì mới hút được chất dinh dưỡng nhiều và cây nó mới phát triển tốt được. Còn đối với cái em cắt khúc ươm tự nhiên này thì toàn bộ dinh dưỡng nó đã ở cái khúc này rồi. Các bạn thấy là nó không bị top nhé. Đây, đây nó không bị top cây. Đôi này cũng 5 triệu này. Nó không bị teo top cây nhé. Và cái nữa là em ươm hoàn toàn tự nhiên, không có sử dụng bất cứ một duy xanh, duy đỏ hoặc là chất kích thích nào cả. Các bạn thấy là em còn không bôi keo hai đầu. Đấy. Em chỉ bôi cồn hai đầu thôi. Và các em ươm từ cuối tháng 11. Các bạn thấy thế nào? Không có một cái sự tác động của hóa chất. Nên là cây nó rất là khỏe đẹp. Các bạn nhận. Đấy. Em báo lại giá là 5 triệu cho một cặp. Đấy. Một cái khúc này là có hai cây. Đấy. Còn cây nào một cây thì em để lại. Cây em chỉ bán cái đôi trước. Đấy. Những cái đôi này bán trước. Còn cây một thì em để lại đã. Bởi vì còn một mắt ngủ nữa. Đấy. Thì em không có bán cái lẻ đâu nhé các anh chị nhé. Không có cây lẻ đâu, cái nào cũng một đôi hết đây, cái nào cũng một đôi hết, đây cái này một đôi này, một mắt ngủ với lại một cây, đấy, như cây này một mắt ngủ một cây, đấy, thì bác nào ít tiền ạ, em sẽ tạo cơ hội cho anh em nữa nhé, thì anh em nào ít tiền này, mắt ngủ thì em sẽ bán mắt ngủ tổng khoảng một cây một mắt ngủ thì sẽ bán tổng khoảng bán thế nào được nhỉ? Bình thường là người ta bán 800 nhỉ, một mắt ngủ nhỉ. Gọi là lúa non đấy. Thế thôi thì em bán cái này thì một cái này 2 triệu rưỡi cộng với lại cái mắt ngủ kia nữa là 500 nữa. Là tức là một cái cây một thế này em bán 3 triệu. Một cây một là bán 3 triệu đây, nhấc cho các bạn xem. Cây một, một cây với một mắt ngủ đây. Đây cái này lên đôi đây. Một cây một mắt ngủ thì bán 3 triệu. Còn một đôi một cặp đẹp thì bán 5 triệu. Số điện thoại của em là số 0949 261 918.
Và đây là hàng rất là quốc dân, để chúng ta đầu tư, chúng ta khởi nghiệp thì em tin chắc rằng là nó sẽ mang lại hơn lợi nhuận, và nó sẽ không 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 ảnh hưởng gì đến kinh tế của mọi người lắm. Để chúng ta vừa sưu tầm vừa phát triển kinh tế. Thôi em cảm ơn mọi người nhé. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu lấy thì liên lạc hoặc là nhắn tin. Thì bác nào mà xem video sau thì nhắn tin cho em cũng được. Đấy, không cần phải gọi điện đâu. Nhắn tin kèm cho em cả số thông tin họ tên địa chỉ thì em sẽ tự ác em gửi cây cho các anh chị. Và tất cả những mặt hàng em bán hàng từ kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng em bao ship cho mọi người hết. Đấy, em cảm ơn mọi người nhé. À, em quên mất còn phần cuối cùng. Hôm nay có một vài anh chị em bán cây bệt. Cây bệt thì rất là nhiều anh em quan tâm tới nguồn gốc cũng như là cây giống nó như thế nào. Giới thiệu với các anh chị các bạn là giò mẹ của nó đây. Quên mất ạ. Đấy, em giới thiệu nốt xong em đi mấy tắt video nhé. Đây giò mẹ của nó đây. Các bạn thấy giò mẹ của nó đây. Đó. Giò này thì em trồng được năm nay năm thứ 3. Đấy là giò mẹ của nó. Và tách được là mấy cái giò nó tầm nhỡ nhỡ ở phía bên kia. Và toàn bộ đây là hàng bệt, hàng Tây Nguyên. Và những cái key này thì em cũng chuẩn bị lách bán được rồi. Đây. Chuẩn bị lách bán được rồi. Và một key này thì hôm nay em báo giá là 450. Bao ship cho tất cả cô chú anh chị các bạn yêu lan nhé. Đấy, đây là bệt ở vùng Tây Nguyên Lâm Đồng. Và đây em có hai key lan hương cũng đã tách được rồi. Đây. Hai key lan hương này em cũng bán với giá là 400 một cái. Đây, key lan hương này. Đấy. Đẹp không ạ? Hai key này thì dài tổng khoảng 20 cm rồi. Với bộ rễ rất là tuyệt vời luôn ạ. Đây. Cái này là key núi chúa. Đây. Một key thôi, còn mấy key trên thân này chưa có rễ, chưa bán. Đây. Key núi chúa có một cái này. Cũng 450. Đó là tất cả những mặt hàng mà em muốn nói và muốn cập nhật trong video này. Video này thì chỉ nói giới thiệu về phi điệp đột biến với lại bệt với lại hai bông năm cánh trắng mấy sổ thôi. Đấy. Cảm ơn tất cả chúng ta đã quan tâm và theo dõi nhé. Đừng quên số điện thoại của em là số điện thoại 0949 261918. Chúng ta có thể kết nối và nhắn tin hoặc là có thể kết bạn Zalo với em có tên là Nông Dân nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.